Tam hữu tức là luân hồi lục đạo. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, không rời khỏi lục đạo. Mà còn ở trong lục đạo, hầu như là từ dục giới thiên đến địa ngục A Tỳ, luân hồi trong phạm vi này. Thật sự là khổ không kể xiết. Tình chấp sâu nặng. Biết đâu cha mẹ hoặc ông bà của chúng ta, cố tổ lại đầu thai vào nhà chúng ta. Vì sao vậy? Vì họ lại đến biến thành cháu của ta, chắc của ta. Họ nuối tiếc rời không khỏi gia đình. Nếu không có thiện căn phước đức nhân duyên, họ tiếc nuối ngôi nhà này, thì biến thành động vật trong nhà như chuột giá. Sự biến thành động vật này là thật không phải giả. Nông dân ở nông thôn nuôi súc vật trong nhà, như nuôi chó, nuôi gà, nuôi trâu, nuôi ngựa. Rất có thể là tổ tiên lại đến, ta không biết. Lại còn dùng roi đánh nó. Trong kinh Phật nói về sự việc này rất nhiều. Trong đạo tràng cũng nói rất nhiều. Người xưa ghi lại rất nhiều ví dụ. Tôi cảm thấy đó không phải dùng để khuyên người làm thiện, mà là nói chân tướng sự thật. Nếu quý vị đọc nhiều, hiểu nhiều, dần dần quý vị sẽ rõ. Hiểu rõ rồi, chúng ta mới thật sự bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Gặp được Phật Pháp, đó là vô lượng thiện căn, phước đức nhân duyên. Chúng ta nhất định phải nắm chắc. Thế giới cực lạc quá thật, không phải giả. Không chỉ một mình Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, mà mười phương chư Phật đều giới thiệu, đều tán thán. Chúng ta không đi được sao? Kinh Vô Lượng Thọ trước đây đã giảng qua 10 lần, mỗi lần giảng không giống nhau. Lần này chúng ta dùng chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm. Ông viết chú giải này, tôi rất cảm động. Đúng là nhất tâm nhất ý, cầu được tam bảo gia trì. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, mà ông ta có thể tìm được hơn 130 loại sách tham khảo, tôi rất kinh ngạc. Người không khỏe, bệnh rất nặng, trong tình huống như vậy ông vẫn không nghỉ ngơi. Viết xong chú giải bộ kinh này,
chúng ta chẳng thể không khâm phục, không thể không cảm ơn. Chúng tôi quen biết nhau, tôi biết ông đã giảng sanh, thật sự đã giảng sanh. Ông hiện tướng giảng sanh cho chúng tôi xem. Ông giảng sanh nửa năm trước, hồi tháng 6, ông đã buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, một ngày 14 vạn tiếng danh hiệu Phật. Chúng ta thử xem 14 vạn tiếng danh hiệu Phật phải niệm thời gian bao lâu? Niệm 6 tháng như vậy, ông đã giảng sanh tịnh độ rồi. Đây là ông làm gương cho chúng ta xem. Ngày nay nếu chúng ta muốn giảng sanh thế giới cực lạc, thì dùng phương pháp của ông ta là đáng tin cậy nhất. Đây là ông ta hiện thân thuyết pháp. Nhất định chúng ta không được lơ là. Ở trong thời đại hiện nay, loạn thế, thiên tai dồn dập, dùng phương pháp của ông nhất định được giảng sanh. Điều kiện tiên quyết là phải buông bỏ được. Trong tâm chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, là cầu sanh tịnh độ. Mỗi niệm đều hướng đến cầu sanh tịnh độ, là thật sự được giảng sanh. Nếu còn có ý niệm khác là bậy rồi. Còn muốn bảo dưỡng thân thể này là sai rồi. Không cần thân thể nữa, bảo dưỡng nó để làm gì? Giảng sanh về thế giới cực lạc mà còn có ý niệm bảo dưỡng thân thể là chưa muốn đi. Nếu thật sự muốn đi thì không cần thân thể này nữa, mặc kệ nó. Đây mới gọi là thực sự niệm Phật. Thân thể đã không cần, huống là những vật ngoài thân. Quý vị cần nói để làm gì? Nhất định được giảng sanh. Kết nối được tin tức với Phật A-di-đà rồi thì vui biết chừng nào. Đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Bất cứ lúc nào cũng có thể giảng sanh. Cho nên tâm của quý vị rất hoan hỷ, tự mình cứu chính mình. Điều này là chắc chắn, chắc chắn không có vấn đề. Chúng ta làm theo lời này, đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, cái ta quy chánh là buông bỏ vạn duyên, buông bỏ hết thảy pháp thế và xuất thế gian. Tôi nương theo bộ kinh Vô Lượng Thọ này, một câu A Di Đà Phật. Phải mất bao nhiêu thời gian để thành tựu? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chỉ phương pháp cho chúng ta. Chắc chắn 6 tháng là được sanh tịnh độ. Vấn đề của bản thân chúng ta vậy là được giải quyết rồi.
Thời gian 6 tháng không phải là dài, cũng không phải là ngắn. Quan trọng là quý vị có thật sự buông bỏ hay không. Nếu thật sự buông bỏ thì thật sự thành tựu. Trong kinh Di Đà nói rất đơn giản, một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày thì thành công. Sáu tháng là đối với hàng trung hạ căn. Hàng trung thượng căn thì không cần, chỉ 7 ngày. 1 tháng là chắc chắn thành công. Chúng ta thuộc trung hạ căn. Cư sĩ Quan Niệm Tổ tượng trưng cho chúng ta. Chúng ta dùng thời gian 6 tháng, không cần nghĩ gì cả, chỉ nhớ đến kinh Vô Lượng Thọ. Nhớ đến kinh Vô Lượng Thọ là nhớ đến Phật. Nhớ Phật A-di-đà là niệm Phật. Nhớ Phật niệm Phật thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy được Phật. Chẳng có chuyện không thành tựu. Thế gian này quá khổ, quá loạn rồi. Chúng ta gặp được pháp môn này, thật đáng quý, thật là hy hữu khó gặp. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp, chúng ta đã gặp được rồi. Gặp được tức là gặp được cơ hội thành Phật. Quý vị có thể trân quý, quý vị có thể hiểu rõ. Nếu thật sự làm thì trong đời này sẽ thành tựu.